Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Grammar for Fun, học ngữ pháp cho vui bài số 5. Trong bài số 5 này, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu và đại từ sở hữu trong tiếng Anh. Thực ra trong bài số 1 và bài số 2, mình cũng đã tìm hiểu về đại từ nhân xưng. Trong tiếng Anh, đại từ nhân xưng đóng vai trò làm chủ ngữ. Như vậy trong bài học này, mình cùng nhau nhắc lại về phần này các bạn nhé. Thứ nhất, đại từ nhân xưng đóng vai trò làm chủ ngữ. Có 7 đại từ nhân xưng, lê ghép cả ngôi thứ hai, số ít và số nhiều vào làm một vì chúng có dạng chia giống nhau. Từ cái tên của các đại từ này, mình cũng đã biết được vị trí của chúng ở trong câu, phải không các bạn? Đó chính là chúng đóng vai trò làm chủ ngữ ở trong câu, thường đứng trước động từ to be và động từ thường. Lê có một số ví dụ. I love books very much. Tôi rất là thích sách. You live in Vietnam. Bạn sống ở Việt Nam. We enjoy hanging out with friends at the weekend. Chúng tôi thích giao du với bạn bè vào cuối tuần. She speaks English fluently. Cô ấy nói tiếng Anh thành thạo. He is very cheerful. Cậu ấy rất là vui tươi. It loves playing with balls. Nó rất là thích chơi bóng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang phần số 2 của bài học này, đó là đại từ nhân xưng tân ngữ hoặc là đại từ tân ngữ. Cũng tương tự như phần trên, với cái tên của nó, mình cũng đã thấy được vị trí của nó trong câu rồi. Đúng rồi các bạn ạ, đại từ tân ngữ đóng vai trò làm vị ngữ hay bổ ngữ ở trong câu, thường đứng sau động từ to be, sau động từ thường hay sau giới từ. Và Lê cũng có một số ví dụ. Who's that? It's me. Ai đấy? Là tôi đây. Thì tương tự như nghĩa của đại từ chủ ngữ, bạn cũng vẫn dùng tôi ở trong ví dụ này, nhưng bạn lại không thể dùng ai, vì đây là sau động từ to be nên bạn sẽ dùng là me. Tân ngữ me ở trong ví dụ này các bạn nhé. Ví dụ tiếp theo. They like her very much. Họ rất là yêu quý cô ấy. Một ví dụ nữa cho phần này đó là look at him. His performance is amazing. Hãy nhìn anh ấy xem, phần biểu diễn của anh ấy thật tuyệt vời. Chỉ đơn giản như vậy thôi các bạn ạ. Đại từ nhân xưng chủ ngữ đóng vai trò làm chủ ngữ ở trong câu. Đại từ nhân xưng tân ngữ đóng vai trò làm vị ngữ hay bổ ngữ ở trong câu. Bây giờ mình sang phần tiếp theo, đó là tính từ sở hữu. Mình hãy cùng phân tích cái tên của nó xem nào. Chính xác, tính từ sở hữu ở đây là nói về sự sở hữu hay là mối quan hệ. Và một đặc điểm của tính từ sở hữu mà chúng ta cần lưu ý, đó là chúng luôn luôn theo sau bởi danh từ. Có thể là danh từ không đếm được, có thể là danh từ đếm được số ít, hoặc danh từ đếm được số nhiều. Lê có một số ví dụ. My pen is new. Bút của tôi thì mới. Your bag is expensive. Cái túi của bạn đắt tiền. Our house is clean. Nhà của chúng tôi sạch sẽ. Their children are energetic. Con của họ rất là giàu năng lượng. Her sister is an accountant. Chị của cô ấy là một nhân viên kế toán. His dog is so cute. Con chó của anh ấy rất đáng yêu. Its tail is long. Cái đuôi của nó thì dài. Nhìn vào những ví dụ này, các bạn sẽ thấy là tính từ sở hữu thứ nhất cần theo sau bởi danh từ.
Và thứ hai, đối với danh từ số ít hay là danh từ số nhiều thì tính từ sở hữu cũng không thay đổi. Và Lê muốn lưu ý các bạn một điều nữa, đó là tính từ sở hữu cộng với danh từ có thể đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu, như their garden is beautiful, khu vườn của họ rất đẹp, hoặc đóng vai trò làm vị ngữ ở trong câu như I put my bag on the table, tôi để cặp sách của mình ở trên bàn. Mình cùng nhau tổng kết về tính từ sở hữu nhé. Thứ nhất là tính từ sở hữu đứng trước danh từ. Tính từ sở hữu không đứng được một mình. Tính từ sở hữu có thể đứng trước, danh từ không đứng được. Đứng trước danh từ đếm được số ít hoặc danh từ đếm được số nhiều. Tính từ sở hữu cộng với danh từ có thể đóng vai trò làm chủ ngữ hoặc là bổ ngữ ở trong câu. Bây giờ mình cùng nhau đi đến phần tiếp theo của bài học, đó là đại từ sở hữu. Chắc chắn rồi các bạn ạ, từ cái tên của nó mình cũng đã biết đại từ sở hữu cũng vẫn nói về sự sở hữu hoặc mối quan hệ. Nhưng thông thường đại từ sở hữu dùng để thay thế cho tính từ sở hữu và danh từ đứng trước đó để tránh sự lặp lại. Cũng như tính từ sở hữu và danh từ, đại từ sở hữu có thể đóng vai trò làm chủ ngữ, có thể đóng vai trò làm vị ngữ ở trong câu. Đây có một số ví dụ. This is my hat. Mine is big. Đây là chiếc mũ của tôi. Mũ của tôi thì to. That is your laptop. Yours is silver. Kia là cái laptop của bạn. Của bạn thì màu bạc. Bây giờ mình sẽ cùng nhau lấy một số ví dụ dùng đại từ sở hữu các bạn nhé. Ví dụ đầu tiên về đại từ sở hữu. That is my house. Mine is big. Đó là ngôi nhà của tôi. Ngôi nhà của tôi thì to. These are your horses. Yours are lovely. Đây là những con ngựa của bạn. Những con ngựa của bạn thì đáng yêu. Trong tiếng Việt các bạn thấy là mình gần như vẫn dịch lại danh từ và tính từ sở hữu. Nhưng trong tiếng Anh mình có thể thay thế để làm cho nó ngắn hơn. Ví dụ số 3. Do you see our toys? Ours are blue and red. Bạn có nhìn thấy đồ chơi của chúng tôi không? Của chúng tôi thì màu xanh và đỏ. Those are their bows. Theirs are new. Kia là những quả bóng của họ. Của họ thì mới. Is it her umbrella? Hers is yellow too. Nó có phải là chiếc ô của cô bé không? Của cô bé cũng màu vàng. Look at his dog. His is so cute. Hãy nhìn con chó của anh ấy kìa. Con chó của anh ấy thật đáng yêu. Ở đây Lê lưu ý các bạn một chút, đó là đối với đại từ sở hữu thì thông thường người ta tránh dùng đại từ sở hữu với ngôi giống chung, đó là its. Vậy thì mình có thể vẫn dùng tính từ sở hữu cộng với danh từ cho trường hợp này. Như vậy mình vừa trải qua toàn bộ bài học về đại từ nhân xưng chủ ngữ, đại từ nhân xưng vị ngữ, tính từ sở hữu và đại từ sở hữu. Chúng ta hãy cùng nhau điểm lại một lần nữa để đảm bảo chắc chắn là chúng ta đã hiểu phần này và dùng được chúng một cách chính xác nào. Thứ nhất, đại từ nhân xưng chủ ngữ đóng vai trò làm chủ ngữ ở trong câu, thường đứng ở đầu câu trước động từ thường và động từ to be. Thứ hai, đó là đại từ nhân xưng vị ngữ hoặc đại từ tân ngữ đóng vai trò làm vị ngữ hay bổ ngữ ở trong câu, thường đứng sau động từ to be, động từ thường hay giới từ. Tiếp đến là tính từ sở hữu. Mình thường dịch là của, ví dụ như của tôi, của bạn, của các bạn, vân vân. Nói về sự sở hữu và mối quan hệ, tính từ sở hữu luôn luôn theo sau bởi danh từ. Danh từ ở đây có thể là danh từ không đếm được, có thể là danh từ đếm được số ít hoặc danh từ đếm được số nhiều. Cuối cùng là đại từ sở hữu.
đại từ sở hữu thông thường dùng để thay thế cho tính từ sở hữu và danh từ đứng trước để tránh sự lặp lại. Cả tính từ sở hữu cộng với danh từ và đại từ sở hữu đều có thể đóng vai trò làm chủ ngữ hay vị ngữ ở trong câu. Ở đây Lê có các bảng so sánh tương đương giữa đại từ chủ ngữ, đại từ tân ngữ, tính từ sở hữu và đại từ sở hữu để các bạn cùng theo dõi. Lê hy vọng trong bài học thật ngắn này các bạn đã nắm rõ được về đại từ chủ ngữ, đại từ tân ngữ, tính từ sở hữu và đại từ sở hữu trong tiếng Anh. Lê xin dừng bài học hôm nay tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo.